Đấy, cái khăn chúng chúng ta là chuẩn bị là cái khăn đó là nó thấm cồn rồi, xịt cồn, cồn 75 độ nha mọi người. Có nhiều anh em này hỏi dùng cồn 90 hay 75 tốt hơn thì mọi người dùng 75 nha. Thằng 90 á là cái thằng nó hỗn, gọi là hỗn, còn cái thằng 75 thì nó ít hỗn hơn nhưng mà nó kéo dài thời gian. Chào mọi người, nay nấm sẽ tiến hành cái từ lỏng qua lúa giống vào buổi sáng mọi người. Thì trước khi làm thì chúng ta phải chuẩn bị các vật dụng cần thiết nhất để cho phù hợp với quá trình sản xuất. Thì mỗi người có mỗi cách làm riêng, thì nấm có cách làm của nấm nên là nấm sẽ chia sẻ cách của nấm thôi nha. Còn ai có cách gì hay hơn thì mọi người góp ý dưới comment. Thì trước khi chúng ta làm thì chúng ta phải khử trùng tủ này kia, chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, rồi khử tia cực tím. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn giống. Đây, cái giống này thì nấm đã lắc rồi, sau đó là cái thì cái một lần không có hết nên là vẫn để bảo quản trong cái phòng mát ở khoảng 25 độ C. Thì từ cái lúc mà lắc xong tới bây giờ thì khoảng cỡ 5 đến 7 ngày thì vẫn còn sử dụng ok. Nó sẽ lên một cái lớp màng tơ này. Thì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ không hút cái tơ này, cái tơ non á. Rồi chúng ta là một cái thứ hai nữa, thấy mạnh lắm với mấy ngày rồi không. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra giống thử nó có bị nhiễm hay không, nếu nhiễm thì được cái dùng nha. Và chúng ta cần quan sát kỹ chừng nào tốt chừng đấy. Vì sao? Làm giống nấm là cấp số nha. Thì nếu mà nó đã bị lỗi thì nó sẽ lỗi hàng loạt, hàng dây nó kéo theo rất là nhiều thứ. Ví dụ như thì ở F1 chỉ cần một chai lỗi thôi thì chúng ta ra mấy chục F2, rồi mấy chục F2 nhân thêm nữa, mấy chục nữa nó ra rất là nhiều. Đấy, mọi người làm là phải kỹ hết sức, đối với giống là phải kỹ. Rồi bây giờ thì nấm sẽ tiến hành là nấm sẽ bơm qua lúa. Thì cấy thì nên cấy hai người cho nha. Tủ của bên nấm là tủ cấy hai người nên là thao tác nó nhanh chừng nào thì nó sẽ tốt chừng đấy nha. Rồi, chúng ta sau khi mà kiểm tra giống để chọn lọc rồi thì ở ngoài thì chúng ta đã xịt sơ ở dưới rồi nha. Giờ chúng ta sẽ xịt kỹ hết và lau. Rồi, kỹ nha mọi người. Kỹ hết, xịt kỹ hết. Rồi. Cái thời gian chúng ta lau cái thì chúng ta sẽ đốt cái tủ. Rồi, cái sạch nha. Chúng ta phải thao tác kỹ hết cỡ. Bây giờ này, mấy cái chai này. Rồi chúng ta sẽ lau sạch. Nói chung là thao tác đây là nấm quay chậm cho mọi người xem, với lại là làm lại. Chứ mà thật ra cái trước khi làm cái lửa chúng ta lấy ra là chúng ta đã lau vệ sinh sạch sẽ rồi, chứ không có để mà vào đây mới lau nữa đâu. Còn cái mọi người sẽ ý kiến là tại sao có cái chữ này, nãy lâu rồi mà sao còn cái chữ là vô đây ghi lại cho mọi người để sực nhớ. Do hôm nay á, là nấm cấy tới hai loại, tí nấm bông rơm nữa, bông meo rơm nữa, thì tí chia sẻ cho mọi người cùng vào một cái thời điểm hôm nay luôn là làm rơm. Nhưng mà nấm bông bào ngư xong rồi á, rồi mới tiến hành dọn vệ sinh tủ, rồi khử trùng tia cực tím rồi này kia hết thì chúng ta mới ấy được nha mọi người. Rồi thử rồi thì thôi không sao nữa, tức là chúng ta mới làm được cái giống khác, chứ không có thể nào mà để chúng ta làm một lần được. Rồi hai người cấy thì nãy nó chia sẻ đấy, một người phụ như thế cho nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành cấy. Rồi mỗi lần cấy thì chúng ta sẽ đây là rồi chúng ta coi nè, không có quơ tay nha mọi người. Rồi nè, cầm đây, xoay nhẹ. Rồi chúng ta để ra, chúng ta hất cái tay ra nè, hất nhẹ thôi chứ hất mạnh quá nó tạo áp lực cái hơi nữa mày. Chúng ta sẽ vệ sinh kỹ lại một tí. Rồi sẵn nói sơ lô chia sẻ cho mọi người luôn đây.
là lúa. Chúng ta sẽ tiến hành nấu cho nó nở búp ra, rồi chúng ta sẽ hấp, hấp áp suất nha mọi người. Hấp ở 121 độ C, khoảng từ 1 áp 1 đến 120, nằm trong khoảng đó. Đấy, thì đặc biệt chia sẻ cho mọi người luôn, đã làm giống thì phải hấp áp suất nha mọi người. Không làm giống mà không hấp áp suất á, là nó bị dễ bị các cái vi khuẩn virus. Là như thế này, hấp áp suất tức là chúng ta hấp tiệt trùng. Còn hấp mà kéo dài thời gian á, 100 độ C kéo dài thời gian gọi là hấp khử trùng. Tiệt trùng tức là tiệt hoàn toàn luôn, từ các cái nha bào đồ trong các cái tế bào vi khuẩn rồi là để tiêu diệt. Ở 121 độ C thì khoảng cỡ 15 đến 20 phút là tiêu diệt. Nhưng chúng ta phải hấp thêm khoảng cỡ 60 phút để đảm bảo là cái áp lực nó sẽ đẩy nó tiêu diệt hết cái trong này, nó sẽ sạch tốt. Là tại vì sao ở meo giống thì chúng ta phải hấp như thế, còn ở phôi thì tại sao hấp kéo dài thời gian? Là tại vì meo thì ở trong cái thời điểm này, tức là nó yếu, cái hệ tơ nói chung là không có kháng lại được cái con vi khuẩn virus, nó yếu hơn. Nó giống như trẻ em nhé, mình bảo vệ nó kỹ. Rồi bắt đầu khi ra một hai lần bắt đầu nó mạnh dần đi thì chúng ta đưa ra phôi chúng ta cấy, thì nó phôi hấp khử trùng thì nó khử trùng tức là nó không tiêu diệt hết hoàn toàn, mà nó tiêu diệt chỉ khoảng có 8-90% thôi, các cái nha bào nó không có tiêu diệt được. Đấy, nên nhiều khi nó có thể là nó ngóc đầu nó sống lại, nhưng mà thành tơ, lúc này tơ nấm nó mạnh rồi thì ta bươn được. Nó giống như sức đề kháng của người lớn và trẻ em nha đó. Trẻ em chúng ta phải bảo vệ bạn nào trẻ em nha. Rồi, nên là mọi người cần chú ý cái đó. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ khui nè. Không để tay qua nha. Khui thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, nhìn thử. Nhìn thử. Cái này á, là vì lý do là sao? Là hồi nãy nó nói rồi, để mấy ngày á, tơ nó xù lên này thì rất là đẹp, nhìn kỹ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành hờ kỹ cái miệng, kỹ chừng nào tốt chừng nấy nha mọi người. Trong quá trình cái không đưa tay qua lại các cái vật dụng này, hoặc là trên cái miệng chai. Rồi ở trên này á, là cái nó có cái trên cái tủ cái này, ở trên này là nó có cái quạt thổi, nó lọc không khí thổi thông qua cái màng. Rồi, nói chung là tủ cái thì cái hệ thống thiết kế tủ cái thì người ta làm sẵn, mình chỉ việc về mà cắm vô làm thôi. Rồi, chúng ta hơ kỹ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắc và bơm thôi. Rồi, chúng ta lắc cho nó đều. Rồi, chúng ta sẽ bơm. Hôm bữa trước thì nấm cũng có chia sẻ rồi, thì bây giờ nấm chia sẻ lại thôi. Này, chúng ta lắc. Đấy, tờ nó lên. Chúng ta đừng có bơm cái tờ trắng này. Tờ trắng này, tờ nó tùy mỗi người. Thì hiện tại nấm đang bơm là đây, nó bơm là tầm là chúng ta. Đấy, có người thì bơm nhiều, người bơm ít thì tùy mọi người quen cách nào. Đây là một cách. Thứ hai thì có thể chúng ta sẽ gặp dài. Đấy. Đấy, thì ai quen cái thế nào thì chúng ta làm cái thế đó. Thì nấm thường là đây, nấm thường là đấy, nó lên không có cái màng rồi đấy. Rồi bắt đầu khi chúng ta bơm rồi á thì chúng ta sẽ né ra nha mọi người, do đấy nói chung là hút thì cũng có khi nó cũng vào, nhưng mà nó ít hơn, đừng có ráng cố nữa. Mỗi lần thì chúng ta sẽ lắc như này, khí như này nè, đấy. Cứ một lần hút thì chúng ta hút một bỏ một ấm xi lanh nha. Trong quá trình thao tác cái chúng ta mang găng tay nha. Mang găng tay là tại vì sao? Không có găng tay á, chúng ta khử trùng liên tục cũng được, nhưng mà nó vẫn dễ nhiễm hơn, là vì cái tiếng mồ hôi á nó ra từ cái lông tay á.
giờ cái khúc này lửa nó hơi lâu rồi, tôi nắm cái hết một cái ống này nữa thôi nha. Rồi tôi sẽ kết thúc cái video ở đây. Thì đây là cái cách mà Năm làm nha. Mọi người thì có cái cách nào hay hơn thì mọi người có thể chia sẻ để anh em cùng nhau mà trao đổi kinh nghiệm. Rồi cái nào hay thì mình áp dụng. Đấy. Rồi bây giờ Năm sẽ còn bơm nữa nhưng mà mọi người phải chờ nó lâu quá. Thì khi cái xong là chị chính chị sẽ tiến hành chị buộc cái giấy báo. Mục đích của buộc giấy báo là để làm cái gì? Là mình cũng bảo vệ cái đầu này cho nó kỹ. Rồi hôm nay cái rất nhiều nha mọi người. Đây, cái rất nhiều chứ không phải là mấy bịch ở đâu. Một lần năm cái làm mấy trăm bịch á. Rồi phòng rồi là chuẩn bị đó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Video nó hơi dài thì mọi người thông cảm, nhưng mà Năm cố gắng Năm chia sẻ cho nó kỹ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.